Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một bộ ống trà men Hòa Viễn được làm bởi nghệ nhân Tô Thanh Sơn Bát Tràng Việt Nam nhé. Bộ ống trà này với dung tích là 280 ml. Bộ ống trà lấy cảm hứng từ hình ảnh một bông hoa sen đang nở, đang chuẩn bị nở. Chén đường kính miệng là 5 và chiều cao là 3,5, đĩa lót của chén là 8,5 và đường kính đĩa lót của ấm là 13. Một bộ bao gồm một ấm 6 chén, 7 đĩa lót và giá là 1 triệu 2, cái giá có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Dung tích ấm 280, mã là 96, số điện thoại mọi người liên hệ qua kia. Giao hàng tận nơi, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm nhé. Và chúng ta có thể mua thêm chén đĩa lẻ thoải mái, không sợ rơi vỡ mà không có đồ để thế vào. Đây là cái mã này. Cái này là cái bóng trắng ánh đèn nó đang bị chiếu vào nhé. Đây là mẫu thật của sản phẩm. Loại này thì rất là dày dặn nhé, dòng men Hòa Viễn thì rất là dày dặn, men bóng sáng, không sợ bám cặn trà đâu. Dưới đáy của nghệ nhân Tô Thanh Sơn thì có hình ảnh con chuồn chuồn. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái men nó chảy vô định, cái men chảy này không bộ nào giống bộ nào đâu mọi người nhé, nó sẽ chảy vô định. Đây, cái bộ này nó lấy cảm hứng như là một cái búp sen đấy, cái miệng vòi đây. Cái nắp thì nằm ở bên dưới gờ miệng vành ấm nhé. Nắp nằm ở bên dưới gờ miệng vành ấm đây. Và nắp nó vẫn có cái độ dơ nhẹ nhé. Vẫn có độ dơ nhẹ. Riêng cái dòng men này thì nắp chắc chắn sẽ có độ dơ rồi. Trong lòng đây. Trong lòng cũng phủ men hết. Độ dày dặn của sản phẩm thì rất là dày dặn nhé. Chỉn chu. Đây là chiếc đĩa lót của ấm này. Mình vừa dọn nước thì nó có nước chảy ở đây nhé. Cái lót của ấm này. Cái này là màu bền vĩnh cửu nha mọi người nhé. Màu bền vĩnh cửu. Gì đấy này. Chén này, chén long men nhé. Cái màu của chén thì cũng không bộ nào là giống bộ nào đâu. Nó cũng có cái sự khác biệt nhất định. Đây, cho mọi người nhìn luôn nhé. Màu sắc của chén thì nó cũng không phải là cái nào nó cũng giống cái nào cả. Độ dày dặn thì mọi người yên tâm. Loại này rửa rất thoải mái, không sợ bị phai màu hay cả bay màu gì cả. Nhiệt độ nung của sản phẩm lên đến 1200 độ C. Và mọi người sử dụng cũng yên tâm, không sợ có trì chiếc gì đâu nhé. Với cái mức nhiệt này thì đã khử toàn bộ hết những cái độc tố rồi, đẩy hết ra bên ngoài rồi. Và nó có một cái lớp men bóng phủ như thế này thì cũng không sợ những cái độc tố gì nếu như mà có ở trong đất mà nó ra được khỏi men cả. Men này nó như kiểu là một cái lớp áo choàng ấy, bảo vệ cái xương đất ở bên trong ấy. Nên là mọi người dùng những cái ống chén như thế này thì mọi người yên tâm. Với mức nhiệt nung cao như vậy rồi thì đảm bảo về cái sự an toàn. Giờ mình sẽ rót thử nước để cho mọi người cùng nhìn được chi tiết thực sự cái bộ ống chén này khi mà rót nước nó sẽ như thế nào nhé. Âm thanh là rất là đanh. Dòng nước ok nhé, đều nhé, không rơi rớt nước ra vòi nhé. Và cái vòi này của nó cũng cách điệu nhé. Thì một cái ấm này cũng rót được hơn 6 chén nước mọi người nhé. Rót được hơn 6 chén nước đấy. Ở trong vẫn còn, lúc nãy mình rót không đầy vào bên trong. Mọi người quan tâm thì vui lòng chụp ảnh lại cái mã sản phẩm này gửi qua Zalo đấy nhé. Chụp ảnh lại cái mã này gửi qua Zalo. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo rất nhiều những cái bộ ống chén mình liên tục cập nhật lên trên kênh để cho mọi người có thể tham khảo và lựa chọn. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.